Herbert Mullen, người đàn ông đã cố gắng ngăn chặn trận động đất bằng cách giết chết 13 người. Từ tháng 12 năm 1972 đến tháng 2 năm 1973, một loạt vụ giết người xảy ra quanh Santa Cruz, California. Nạn nhân bao gồm 4 người đi cắm trại, một linh mục, một người đàn ông đang đào đất trong vườn, một cô gái, một đàn ông và vợ, một người mẹ với 2 đứa con. Cảnh sát bắt được hung thủ chỉ vài phút sau khi hắn đã giết nạn nhân thứ 13 và tên của hắn là Herbert Mullen, 25 tuổi. Không lâu sau, người ta phát hiện hắn đã từng phải nhập viện năm 1969 vì cạo tóc và tự thiêu sau khi nghe thấy những giọng nói ở trong đầu. Nhập viện và xuất viện một vài lần, hắn trở thành kẻ lang thang. Herbert Mullen sinh ngày 18 tháng 4 năm 1947 tại Salinas, bang California, Mỹ, vốn có cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Khi Herbert tốt nghiệp trung học, hắn được kỳ vọng sau này sẽ trở thành một người thành đạt. Nhưng ngay sau khi ra trường, bạn thân nhất của Mullen qua đời trong một vụ tai nạn xe hơi. Các chuyên gia cho rằng sự kiện này có thể là một trong những nguyên nhân khởi phát chứng tâm thần phân liệt của Herbert và khiến hắn rơi vào con đường tu tội sau này. Năm 19 tuổi, Herbert lần đầu tiên thử cần sa và ma túy LSD, rồi mau chóng trở nên nghiện chúng. Năm 21 tuổi, gia đình Herbert bắt đầu thấy hắn có những biểu hiện của bệnh tâm thần. Mặc dù đã đến nhiều bệnh viện điều trị, nhưng các triệu chứng không thuyên giảm. Và năm 23 tuổi, Herbert được 3 bác sĩ chẩn đoán mắc phải chứng tâm thần phân liệt. Năm 1972, Herbert cho biết luôn có một tiếng nói vang lên trong đầu cảnh báo hắn rằng sẽ sớm có một trận động đất khủng khiếp xảy ra ở Bắc California. Hắn tin là trái đất hiểu tỷ lệ tử đang quá thấp và đang khơi mào thảm họa tự nhiên để khắc phục tình hình. Vì vậy, nhiệm vụ được trao cho Mullen để cứu người dân California khỏi trận siêu động đất có khả năng phá hủy và nhấn chìm tất cả xuống biển. Hắn có thể làm điều này bằng cách tạo ra một thảm họa nhỏ, giết người. Nghĩ là làm, chỉ trong vòng 3 tháng từ cuối năm 1972 đến đầu năm 1973, bằng một con dao, súng trường, súng lục và gậy bóng chày, hắn tấn công nạn nhân một cách ngẫu nhiên khiến cả thị trấn nơi kẻ sát nhân này sinh sống phải hoảng sợ. Sau khi giết nạn nhân thứ 13, hắn đã ngay lập tức bị cảnh sát bắt giữ. Được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt hoang tưởng, hắn cho rằng mình vô tội với lý do rối loạn tâm thần. Dù vậy, bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng hắn hoàn toàn tỉnh táo và buộc tội hắn 2 điểm ở án giết người cấp độ 1 và 8 điểm ở án giết người cấp độ 2 và một số loại khác được thêm vào sau này. Trong phiên tòa xét xử sau đó, Herbert bị kết án tù chung thân và hiện vẫn đang thụ án trong nhà tù Merle Creek ở bang California. Tuy nhiên, theo ATI, Herbert một lần nữa đủ điều kiện để được ân xá vào năm 2020.